Hello, xin chào tất cả mọi người. Chúc mọi người một buổi sáng tốt lành. Bây giờ mình sẽ quay cái góc nhỏ nhỏ của gia đình mình cho mọi người cùng xem nha. Ở đây thì mình có một cái cây hoa, cây chậu, cây cảnh mà mình mua từ rất là lâu rồi, khoảng 3 tháng trước. Nó chỉ bé xíu, bé tẹo teo thôi. Bây giờ nó đã lớn lên rồi nè mọi người ơi. Ở bên đây thì nó mới mọc thêm vài cành mới nè. Thì ở đây thì nó đã héo, tại vì mình để ngoài nắng với là mình tưới nước mà mình tưới lên lá của nó, cho nên là nó đã bị héo và bị khô mất tiêu ở bên đây rồi mọi người. Thì hoa của nó đây mọi người. Đó, 1, 2, 3, 4, 5 năm cành hoa mọi người ạ. Và lá rất là xanh, rất là đẹp luôn. Thì ở đây có ánh nắng mọi người. Đó, mọi người thấy không, bình thường là mình sẽ lâu lâu mình sẽ đem ra ngoài mình quay nắng cho nó hấp thụ ánh nắng mặt trời, sau đó thì tụi mình sẽ đem vô nhà lại, tại vì mình để ngoài nắng quá thì nó sẽ bị khô và lại bị héo mất á. Ở đây thì em gái mình có trồng thêm hành này mọi người. Cái này là củ hành tím mà mình mua ở ngoài chợ để mình nấu ăn á, mà em gái mình thấy cái đất tốt quá, mình mới xin của cái chị kia một ít đất. Xong rồi cái mình để vô cái chậu này mình trồng cây luôn. Xong rồi em gái mình thấy đất mà có phân á, người ta trộn phân trong đó, là em gái mình tranh thủ đi lấy củ hành, hai củ hành của mình và đã trồng vô đây. Và kết quả đây mọi người ơi, rất là tốt luôn á mọi người. Đây, cọng hành của mình nó dài tới nỗi mở hở nó trồi lên không được luôn á. Trồi lên không được luôn tại vì nó dài quá, với lại nó mọc ở đây mọi người. Cọng hành của mình ở đây đây. Mình có trồng một củ hành tây, nhưng mà hành tây của mình lúc đầu á là mình có để ở cái ly nước á mọi người, mình hay quay cho mọi người xem á, là để ở trong đó thì nó cũng trồi lên nhưng mà nó bị thối mọi người ạ. Sau đó thì mình có để ở gốc bên này, nó cũng có nảy mầm lá lên, lá của hành tây lên, nhưng mà sau đó thì nó đã bị thối và mình đã đi dục nó rồi. Thì ít bữa nữa mình sẽ để củ tỏi ở bên góc bên kia. Ở bên đây thì sẽ là hành tím, còn bên kia sẽ là tỏi nha mọi người. Nó lại rớt ra nữa rồi, xỉu rồi. Đó, mọi người thấy hành lá của mình rất là đẹp đúng không? Công sức của em gái mình ngày nào cũng tưới, ngày nào cũng chăm bón hết á. Tại vì nó ngủ ở ngoài cho nên là sáng nào nó cũng phải chăm cái em này. Còn mình thì chăm cái cây kia, cái cây ở trong phòng ngủ của mình á. Cây đại lộc phúc thọ gì đó quên rồi, đại phúc thọ hay sao á. Đây, cộng hành của mình. Vài ngày nữa thì mình sẽ ngắt vài cọng để mình nấu ăn cho nó ra mấy cọng mới. Rồi, khoe một góc nhỏ nhỏ này cho mọi người xem là chủ yếu, mà sáng nay mình sẽ làm một cái series đó là làm bánh trứng rán, bánh rán nha mọi người, chứ không phải bánh trứng rán mà là bánh rán, có hai vị lận. Lát mình sẽ quay lại cho mọi người cùng xem nha. Thì sáng nay em gái mình đã đi làm rồi, và chồng mình có chở bé đi làm, chỉ có một mình ở nhà thôi. Và mình sẽ chuẩn bị bánh rán để ngày mai nó, sáng mai nó đi làm thì nó lấy ra nó rán sơ qua rồi nó có thể ăn và đi làm rồi. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu đi làm bánh rán nha, hay gọi là bánh Doraemon đó mọi người. Và bây giờ chúng ta sẽ đi thôi, let's go. Đây là hai cái bịch bột bánh rán của mình đã mua ngày hôm qua, mình quay cho mọi người xem đây. Thì có hai loại, loại bánh rán truyền thống và một loại là bánh rán vị chocolate đây mọi người. Thì cái cách pha của nó rất là đơn giản và cũng rất là dễ làm luôn, mà không có tốn thời gian nhiều mấy nha mọi người. Chỉ cần đổ một ít nước và mình khuấy, xong rồi mình chỉ cần đổ lên cái chảo và mình có thể có một cái bữa sáng ngon lành và còn lạ miệng nữa. Mọi người có thể làm bánh rán mặn nè, bánh rán ngọt, hoặc mình có thể lấy cái này mình làm bánh kem cũng được, bánh sinh nhật trong mùa dịch này cũng được nè mọi người. Và bây giờ thì mình bắt đầu vào pha chế và mình sẽ tiến hành làm nha. Có hai loại, truyền thống và chocolate. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu vào công việc ngày hôm nay thôi. Hy vọng là nó sẽ thành công, nhưng mà chắc là mình sẽ đổ một chút xíu trước, rồi nếu mà ok thì mình sẽ làm nhiều, mình để dành trong tủ lạnh, lâu lâu mình lấy ra mình rán lại mình ăn thôi. Và bây giờ không nói nhiều nữa, mình sẽ bắt đầu vào công việc rán bánh Doraemon thôi. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào làm bánh nha mọi người. Thì ở đây Villa đã lấy ra hai cái gói bánh rán của mình rồi nè, hai bịch bột bánh rán nha mọi người. Và ở đây thì có một cốc nước, thì cái bên là một bình nước 1.5 lít để mình cùng đổ vô pha cái bột bánh rán. Ở đây thêm đó là hai cái tô, và Villa sẽ chia ra mỗi bịch sẽ là một nửa cái bột bánh rán này nè, để mình làm thử trước, nếu mà làm ok thì mình sẽ pha thêm mọi người ha. Mình sẽ đổ bánh rán chocolate và bánh rán truyền thống, và bây giờ mình sẽ bắt tay vào pha bột thôi nào. Sẵn xé sẵn rồi này, bây giờ mình sẽ cắt cái bột
chưa ăn bánh tráng miếng rồi mọi người ơi, nhìn nó rất là ngon, ngọt thơm nữa. Bây giờ bắt đầu đem đi rán mọi người. Bây giờ là mình sẽ bật bếp và rán bánh cả nhà ơi. Thì lửa thì mình sẽ cho ở mức là số 8 nha mọi người. Đầu tiên là mình sẽ cho ở mức số 10 để cho cái chảo của mình nó nóng trước. Sau đó thì mình sẽ để ở số 5 để cái bánh của mình không bị cháy. Đầu tiên là mình sẽ đổ vị chocolate trước. Sau đó thì mình sẽ tráng cái dầu, lớp dầu mỏng lên để đổ cái bánh vị truyền thống. Chảo dầu của mình đã nóng rồi thì bây giờ mình bật ở mức số 5 nha cả nhà. Mọi người nhớ là trước khi mình đổ bánh thì mình sẽ phải khuấy lại một lần nữa để cho cái bánh của mình nó tan kỹ hơn. Và bây giờ mình sẽ cho cái lớp đầu tiên. Hy vọng là nó thành công mọi người ơi. Rồi mình sẽ
sẽ đổ một cái duy nhất đầu tiên, tại vì mình sẽ thử nghiệm cái đầu tiên nha cả nhà. Nếu mà thành công á thì mình sẽ đổ, cũng sẽ đổ một cái thôi để cho nó sẽ không bị dính, tại vì ở ngoài đây á, cái chảo của mình ở giữa, cái phần ở giữa nó bị nhô lên chứ nó không có bằng phẳng nên là cũng hơi đổ hai ba cái được lắm. Bây giờ là mình sẽ tán cho nó đều cái bánh của mình trước là hồi hộp lắm mọi người ơi. Lần đầu tiên mình đổ cái lemon này, lần trước là mình còn sinh viên là mình thấy người ta đổ rồi, nhưng mà mình làm thì là lần đầu tiên, hy vọng sẽ thành công. Và mọi người cùng chờ đợi kết quả nha. Đây, bây giờ là Villa sẽ cho mọi người xem kết quả mặt sau nha. Thì nãy giờ cũng nhím thở quá trời ở đằng trước. Mặt trước á, thì nó có lỗ như vậy đúng không? Bây giờ mình sẽ khám phá mặt sau thành như thế nào nha. Thành công nha mọi người. Thành công cực kỳ luôn á. Đây, bây giờ là mình sẽ úp lại như vậy nữa, rồi mình sẽ lấy ra. Mình chiên cho nó hơi chín thôi. Thì đừng có cho nó cháy mọi người. Nó nhạy mùi thơm cực kỳ, mùi chocolate luôn á. Vậy là mình đổ cũng thành công rồi mọi người ơi. Hồi hộp quá trời quá đất. Bây giờ là mình sẽ đợi 9 cái đầu tiên và mình sẽ đổ cái thứ hai nha mọi người. Bây giờ là Villa sẽ đổ cái thứ hai nha cả nhà, để cho nó có đôi có cặp. Mùi bánh xèo xèo lên cả nhà ơi. Mình sẽ đợi cái thứ hai nó chín và mình sẽ cho nó ráp lại thành cặp nha cả nhà. Ok, bây giờ Villa sẽ đổ cái màu trắng qua cái nồi bên đây nha mọi người. Tại vì cái chảo bên này á là nó sẽ không có chống dính bằng cái nồi bên đây. Tại nồi bên đây thì nó đã bị hết cái độ chống dính rồi. Nên bây giờ mình sẽ chuyển thử qua bên này xem như thế nào ha. Đầu tiên là mình sẽ vẫn đổ cái màu chocolate, cái vị chocolate để xem nó có đẹp hơn so với cái chảo bên kia hay không. Và đây là thành quả nãy giờ của Villa đây mọi người ơi. Thì ở bên đây thì là cái loại mà bánh Villa đổ dạng vừa. Còn ở bên đây thì Villa có đổ dạng nhão. Mình có thể chấm sữa hoặc là mật ong mình ăn nha mọi người. Villa không có làm nhân, tại vì làm nhân ăn cực kỳ ngấy. Nên là nếu mà mọi người thích ăn nhân thì mình có thể kẹp phô mai vô bên trong như vậy nè. Rồi mình có thể quẹt chocolate vô, hoặc là mình rưới mật ong lên trên mình ăn cũng rất là ngon. Mình có thể bảo quản trong tủ lạnh nữa, cho nên Villa mới không làm nhân ở bên trong. Mình có thể làm nhân đậu đỏ cũng được nha cả nhà. Và bây giờ là bánh đã xong rồi, thì bây giờ là mình xin mời cả nhà cùng thưởng thức với mình nha. Ở đây thì ở giữa là mình truyền thống, còn ở ngoài cái màu đậm đậm sẽ là chocolate mọi người. Và bây giờ là Villa xin mời mọi người miếng này nha. Cái này là vừa chocolate vừa truyền thống luôn. Nhưng mà mời mọi người một miếng nè. Ngon nhất cả nhà. Nó ngọt thanh, nó ngọt vừa ăn chứ không phải là quá ngọt mọi người. Mọi người nên làm thử đi, ăn cực kỳ ngon luôn á. Nếu mà mình chấm với mật ong với lại mứt, trái cây đồ á, ăn thực sự rất là ngon, và uống thêm một tách cà phê đen không đường nữa, cực kỳ chuẩn luôn mọi người. Và bây giờ video của Villa cũng đã khá là dài rồi, thì Villa sẽ dừng video ở đây. Hẹn gặp lại mọi người clip tiếp theo nha. Nhớ nhấn like và subscribe kênh giúp mình nha. Bye bye. Chúc mọi người làm bánh thành công. Thank you.